một trong năm luật sư bảo chữa cho vụ án Thiền Nam bên bờ vũ trụ, cho VA biết rằng việc một số luật sư bị điều tra thẩm vấn với cáo buộc vi phạm Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ là do họ đã tố cáo Công an tỉnh Long An có nhiều sai phạm trong quá trình điều tra và tố tụng. Vị luật sư này nhận định rằng sự việc điều tra với cáo buộc này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư khi hành nghề, đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà tố cáo thì sẽ bị quy chụp. Vị luật sư cho biết như trên, sau khi Ủy ban Luật gia quốc tế ICJ hôm 13 tháng 3 gửi thư ngỏ tới nhà chức trách Việt Nam lên án việc chính quyền điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc Điều 331. Luật sư Mạnh là một trong năm luật sư bảo chữa cho vụ án này. Ủy ban ICJ nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền, nghĩa vụ bảo chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án thiền am bên bờ vũ trụ, hay còn gọi là tịnh thất bồng lai. Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 3 trong số 5 luật sư bảo chữa cho vụ án thiền am, bao gồm Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh bị điều tra thẩm vấn với cáo buộc theo Điều 331 lợi dụng các quyền tự do và dân chủ.